cũng bằng cao su này, nhưng không phải dạng bao. Mua một lần dùng được đến 6 tháng và 1 năm. Đố anh em biết là cái gì? Nó là cái cần gạt mưa. Thường thường ấy, anh em sẽ bị rơi tình trạng giống tôi này, cần gạt mưa dùng một thời gian nhá. Nghe cái tiếng rít rít này, cùng với đó này, nó lau nó bị hõm rồi, đấy không? Lau nó không còn sạch đấy. Lau thế nào nó cũng không sạch, đúng không? Đây là lúc chúng ta cần phải thay cần gạt mưa. Gạt mưa chính hãng thì giá cao mà lại còn sợ bị nhái, nên là lâu nay anh em hay tìm đến những cái gạt mưa kiểu như thế này. Đây là Vista của Cộng hòa Séc nhá. Nhớ là phải chọn mua đúng kích thước. Mềm như thế này này, nó không phải là khung sắt nên là anh em không sợ là một thời gian nó han gì đâu. Cái này nó sẽ ôm rất sát vào kính luôn. Bây giờ tôi sẽ thay luôn nhá. Thay thì dễ lắm, anh em đẩy này thôi. Đây, đấy, thay là tháo xong cái cũ. Ok, bây giờ sẽ thay cái mới vào. Quá đơn giản. Một, tương tự đối với cái còn lại. Cái này thì cũng thế. Mọi thứ nó là quá đơn giản. Đấy, cuối cùng là anh em sẽ rút hai phần bảo vệ ra. Một, hai. Và bây giờ anh em chúng ta cùng vào test thử nhá. Đây nhá, đây là kết quả. Sạch như thế này mà, đúng không ạ?